Mặc dù chỉ mới ra mắt vào cuối tháng trước, ProShares Stock Bitcoin JG ETF dường như đã trở thành ngôi sao sáng hôm nay. Kể từ khi ra đời vào cuối tháng 6, BITI, quỹ ETF Bitcoin tiên phong tại Mỹ đã tạo được một cú hit. BITI đã tăng trưởng hơn 300% chỉ sau vài ngày. Bản thân thời điểm ra mắt BITI cũng được xem là khá lý tưởng khi BTC đã giảm mạnh về mức thấp nhất trong 18 tháng qua là 17.600 USD và vẫn đang cố thủ quanh mốc 20.000 USD. Phí bảo hiểm GBTC chênh lệch giữa giá Bitcoin Spot trên thị trường và cổ phiếu GBTC do quỹ tín thác nắm giữ đã âm trong hơn một năm qua. Số liệu này cho thấy dòng tiền vào BTC đã giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng GBTC giao dịch thấp hơn giá Spot trên thị trường. Kỳ vọng của các nhà phân tích vẫn đang nghiêng về xu hướng thị trường sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. BTC sẽ lại trượt dốc và con số trên của BITI cũng phần nào xác nhận tâm lý của đám đông hiện tại. Theo CoinShares, dòng vốn hàng tuần vào các sản phẩm bán khống BTC đóng góp 51 triệu USD trong tổng số là 64 triệu USD dòng vốn vào cả tuần. Trong khi đó, các khoản đầu tư vào các sản phẩm mua khống BTC chỉ ở mức là 20 triệu USD.